Mình chào các bạn. Đây là chảo cá nục chiên nước mắm mình mới vừa làm xong nè các bạn. Món cá nục chiên nước mắm này mình ăn với cơm trắng hoặc với bánh mì thì ngon lắm nè. Mời các bạn xem video nha. Nguyên liệu để mình làm món cá nục chiên nước mắm á, thì đầu tiên là mình có ở đây là 5 con cá nục chuối nè các bạn. Cá nục chuối này thì cái mình nó dày á, thì nó nhiều thịt nè. Mình đã làm sạch sẽ và rửa để ráo thôi. Rồi đây là những cái gia vị, những nguyên liệu để mình làm cái nước sốt á. Thì đầu tiên là mình có ở đây là một muỗng tương ớt nè, một muỗng nước mắm, mình sử dụng cái muỗng này để mình đâm nha. Rồi một muỗng đường, ở đây là hai muỗng nước lọc. Rồi mình có tỏi bằm, ớt bằm và hành tím bằm nhỏ. Mình trộn tất cả những cái nguyên liệu với nhau nè các bạn. Tương ớt này, nước mắm này, rồi nước lạnh này, đường, tỏi bằm, rồi ớt bằm, và mình quậy đều lên ha. Mình bật bếp lên nè các bạn, rồi mình bắt lên một cái chảo, mình cho vô một ít dầu ăn, lượng dầu này nó cũng hơi nhiều xíu nha, và dầu nó đã sôi rồi, mình gắp từng con cá mình cho vô để mình chiên nha. Cá mình chiên một mặt nó đã chín rồi nè các bạn. Trước khi mà mình trở mặt kia thì mình tắt bếp đi nha. Rồi mình đợi cho dầu ăn hơi nguội nguội xíu rồi mình trở mặt nha. Những con cá mình chiên nó đã chín đều hết hai mặt rồi thì mình tắt bếp đi nha. Rồi khi mình tắt bếp rồi thì mình nghiêng, mình dùng cái muỗng để mình múc cái phần dầu ăn ra ha. Mình cho một cái muỗng dầu ăn mà mình múc ở cá chiên mình bắt lên trên bếp này và nó đã sôi rồi thì mình cho hành tím vô. Mình phi cho cái hành tím nó thơm nha. Khi hành tím nó đã thơm rồi thì mình khuấy đều cái tô nước sốt mà mình trộn khi nãy á, mình cho vô nha. Và mình nấu cho cái phần nước sốt này nó hơi sánh sánh lại nha. Bây giờ mình bắt lại cái chảo cá mà khi nãy mình chiên, mình múc dầu ăn ra đó các bạn. Rồi mình cho cái phần nước sốt mình đã nấu ở ngoài vô nha. Mình rưới đều lên mình những cái con cá này nè các bạn. Rồi. Và mình sẽ cứ để vậy mình rim, rim cho tới khi nước sốt nó sánh sánh lại nha. Mình có thể mình đảo, đảo những cái con cá, mình đảo mặt, đảo qua đảo lại. Cái phần nước nó đã sánh sánh, nó dẻo dẻo như vậy thì được rồi nè các bạn. Trước khi mà mình tắt bếp á, thì mình cho vô một ít cái hành lá ở bên trên cho nó đẹp ha. Rồi mình tắt bếp ha. Thế là cuối cùng là mình đã có được một chảo cá nục chiên nước mắm. Món cá nục chiên nước mắm này mình ăn với cơm hoặc là ăn với bánh mì ngon lắm này các bạn. Mến chào các bạn nha.